David và Goliath. David và Goliath ra mắt năm 2013, chia sẻ vô số những câu chuyện có thật về những người yếm thế đã chiến thắng những gã khổng lồ như thế nào. Đối nghịch hoàn toàn với những ý tưởng cần thiết để thành công theo cách truyền thống, tựa sách cung cấp những quan điểm độc đáo về những đặc quyền của nhược điểm, những lợi ích nằm trong bất lợi và những cách thức đối phó với nghịch cảnh. Những bài học này được lồng vào các nghiên cứu thực tế, những ví dụ lịch sử và nhiều bài phỏng vấn chi tiết với chính những người thua kém. Tựa sách này dành cho ai? Bất kỳ ai đang tìm kiếm động lực hoặc nguồn cảm hứng trong cuộc sống, những ai muốn biết hậu trường bí mật đằng sau những sự kiện nổi tiếng, hoặc bất cứ ai quan tâm đến tâm lý học hoặc hành vi tội phạm. Tựa sách được viết bởi Malcolm Gladwell, một nhà báo nổi tiếng người Canada sinh ra tại Anh và là tác giả của nhiều tựa sách về tâm lý học và xã hội học. Ông phỏng vấn một số lượng lớn và đa dạng những cá nhân, từ bình thường đến nổi tiếng ở khắp nơi, và dần dệt những giai thoại cá nhân và lịch sử đó vào báo chí. Bạn có thể đã biết câu chuyện trong Kinh Thánh mang tên David và Goliath, nói về một cậu bé chăn cừu nhỏ bé tên là David đã đánh bại một chiến binh to lớn và hùng mạnh tên là Goliath nhờ vào trí tuệ và một cú ném đá chuẩn xác của mình. Câu chuyện này thường được xem như một ví dụ truyền cảm hứng về cách mà những người yếm thế có thể giành chiến thắng ngay cả khi tỷ lệ thắng là quá ít ỏi. Nhưng liệu David có phải là một kẻ yếu kém trong trận chiến ở thung lũng Ela không? Không hẳn. Bạn thấy đấy, chiếc túi vải đựng đá đeo trước ngực của David là một vũ khí rất mạnh, cộng với khả năng ném đá vào các đối thủ bằng một tốc độ tàn khốc và từ một khoảng cách xa hơn lưỡi kiếm bội phần. Và David cũng không còn lạ lẫm vũ khí này, vì anh thường xuyên phải bảo vệ đàn cừu của mình chống lại những con thú săn mồi. Hơn nữa, kích thước lớn trên 3 mét của Goliath có khả năng là do đột biến sinh học cũng sẽ khiến tầm nhìn của hắn bị yếu đi. Vậy nên trên thực tế, Goliath không hoàn toàn là một kẻ bất khả chiến bại. David hạ gục hắn bằng cách ném trúng một viên đá vào đầu, rồi lao đến chặt đầu hắn bằng chính thanh kiếm của gã khổng lồ. Như bạn sẽ thấy trong tựa sách này, nhận thức của chúng ta về kẻ yếu không phải lúc nào cũng đúng. Cũng như chúng ta có thể sai khi thổi phồng những lợi thế của những gã khổng lồ trong nhiều tình huống, bạn cũng sẽ hiểu được làm cách nào mà một khuyết tật là thực sự trở nên có lợi, tại sao các môi trường ưu tú có thể dẫn đến một giáo dục tệ hơn, và vì sao một bức ảnh của một con chó tấn công một đứa trẻ đã thay đổi thế giới. 1. So sánh với các đồng nghiệp ưu tú chỉ tự làm tổn thương và ngăn cản tiềm năng của chúng ta. Khi lớn lên qua từng môi trường, từ tiểu học, lên trung học, rồi đi làm, chúng ta ngày càng gặp nhiều cá nhân có những khả năng vượt trội mà mình không hề có. Rất thường xuyên là chúng ta muốn cạnh tranh trực tiếp với họ và trở thành một phần của sự ưu tú. Nhưng đây là một sai lầm. Nếu bạn cạnh tranh với những người sáng giá nhất, bạn luôn cảm thấy sự thiếu thốn, bất lợi và dần mất niềm tin vào khả năng của bản thân. Sự thiếu tự tin hóa ra lại chủ yếu đến từ việc cố gắng tham gia vào nhóm ưu tú, khiến chúng ta sẽ thất bại trong việc đạt được tiềm năng cao nhất cũng như những mong muốn lớn nhất của mình. Vậy nếu cạnh tranh chống lại sự ưu tú sẽ làm hỏng sự tự tin, thì chúng ta nên làm gì thay vào đó? Chúng ta nên ngừng so sánh bản thân với những ứng viên sáng giá và bắt đầu nhắm tới những ngách lợi thế của mình. Nói cách khác, chúng ta không nên để sự thôi thúc được ghi nhận làm mất đi khả năng tập trung vào những đam mê và điểm độc đáo của mình. Lịch sử đầy những người thay vì cạnh tranh với người giỏi nhất thì họ thành công theo con đường riêng. Ví dụ, vào thế kỷ 18, Paris Salon là một triển lãm nghệ thuật độc quyền ở châu Âu với một lượng lớn khán giả và các tác phẩm giá trị. Nhiều họa sĩ cố gắng để tranh của họ được trưng bày tại đây, nhưng vô ích vì triển lãm này không chấp nhận phong cách avant-garde của họ, một phong cách phá vỡ chuẩn mực vẻ đẹp ước lệ sẵn có. Và rồi họ đã từ bỏ việc cố gắng gây ấn tượng với thời đại và chỉ tập trung phát triển phong cách avant-garde đó, để sau này nó đã trở thành phong cách ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Nếu trước kia họ để Paris Salon ra lệnh về những gì họ nên vẽ thì họ đã không thể thay đổi lịch sử nghệ thuật ngày nay. 2. Lớn lên trong một môi trường đặc quyền có thể cản trở trẻ em học những bài học giá trị. Giả định rằng bạn có một bậc cha mẹ giàu có, cho bạn một nền giáo dục độc quyền nhằm giúp bạn dễ dàng trở nên thông minh và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, một nền tảng đặc biệt nếu vượt quá một mức độ nhất định hóa ra lại phản tác dụng. Biểu hiện dễ thấy nhất là khi cha mẹ có quá nhiều tiền, thường con cái họ lại thiếu sự độc lập, bởi những đứa trẻ có thể dựa vào sự giàu có của cha mẹ suốt phần đời còn lại, nên chúng không học được tầm quan trọng của những khó khăn cũng như học cách suy nghĩ cho chính mình. Một cậu bé lớn lên trong một gia đình nghèo khổ có thể học những bài học khắc nghiệt nhưng có giá trị về tiền bạc, ví dụ như phải lao động hữu ích hoặc giúp việc cho gia đình để có tiền. Điều này sẽ thúc đẩy anh ta đạt đến một trình độ năng lực nhất định hoặc khát khao khởi nghiệp để thoát khỏi khó khăn. Tuy nhiên, nếu sau khi thành công, anh ta thường không thể dạy lại con mình giá trị của đồng tiền bởi chúng không được trải qua cùng một loại khó khăn tài chính như cha mình. Và đặc quyền quá mức cũng có thể khiến trẻ khó học hơn. Ví dụ, giáo dục tư nhân hoặc quốc tế thường thu hút cha mẹ bằng các lớp học chất lượng,
thân mật và quy mô lớp nhỏ. Thường thì với một lớp 40 học sinh, không phải mọi đứa trẻ đều có thể lấy được sự chú ý của giáo viên. Nhưng khi số lượng học sinh giảm, trẻ em có thể được hưởng lợi từ sự chú ý nhiều hơn, giúp chất lượng các lớp học cải thiện hơn. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đảm bảo kết quả sau cùng tốt hơn, vì khi số lượng học sinh ít ỏi cũng khiến trẻ em mất đi cơ hội học hỏi trong một môi trường đa dạng và tương tác sống động tại các lớp học bình dân. Đây cũng là một hậu quả khác của sự lớn lên với quá nhiều đặc quyền. 3. Khó khăn trong học tập có thể khiến những người mắc bệnh phát triển kỹ năng đáng kinh ngạc. Hãy xem xét câu hỏi sau. Nếu một con dơi và một quả bóng với giá 11,1 đô và con dơi đắt hơn quả bóng 1 đô thì quả bóng có giá bao nhiêu? Nếu bạn nói rằng quả bóng có giá 0,1 đô, bạn đã sai. Câu trả lời là 0,05 đô. Lý do nhiều người mắc lỗi vì họ đọc quá nhanh và bốc đồng, bỏ lỡ ý nghĩa hoặc sự tinh tế của những gì được viết. Trong thực tế, nếu bạn chú ý làm chậm tốc độ đọc của mình, bạn sẽ thoát khỏi những sai lầm ngớ ngẩn như trên. Câu hỏi về con dơi và quả bóng đến từ một bài kiểm tra IQ tại Đại học Princeton uy tín. Trong điều kiện bình thường, điểm trung bình của sinh viên là 1,9 trên tổng 3 điểm. Nhưng khi phông chữ cố tình gây khó đọc, kết quả trung bình đã tăng lên 2,5 điểm. Điều thú vị là nó cũng có nghĩa rằng những người mắc chứng khó đọc sẽ có kết quả tốt hơn trong việc trả lời những câu hỏi loại này. Khuyết tật của họ là thực sự giúp họ phát triển các kỹ năng mà những người bình thường không thể hoặc không chịu. Ví dụ, David Boies là một trong những luật sư quyền lực nhất tại Hoa Kỳ. Anh ấy cũng mắc chứng khó đọc. Nhờ thế, anh đã phát triển khả năng lắng nghe cực tốt và nhớ mọi điều mà mọi người nói. Mặc dù anh chỉ đọc tóm tắt trong hầu hết các trường hợp, nhưng trí nhớ tuyệt vời và khả năng xác định tức thời các do dự trong những lời phát biểu của nhân chứng đã giúp anh nhắm vào những điểm mà họ đang cố gắng che đậy. Cuộc đấu tranh của Boies với chứng khó đọc đã mang đến cho anh những lợi ích bất ngờ như lắng nghe tinh tế hơn và suy nghĩ sâu sắc hơn. 4. Kinh nghiệm tổn thương có thể giúp mọi người đạt được những điều tuyệt vời thông qua sự can đảm và khả năng phục hồi. Các nhà văn vĩ đại như Keats, Wordsworth hay Swift vốn có một vài điểm chung, ví dụ như họ đều mất một người cha hoặc mẹ trước khi đến tuổi trưởng thành. Trên thực tế, một nghiên cứu diện rộng với những người có thành tích lớn cho thấy rằng 45% họ, từ những công dân nổi bật cho đến các tổng thống Hoa Kỳ, đều đã mất một phụ huynh từ trước 20 tuổi. Bạn có thể nghĩ rằng một bi kịch như vậy sẽ làm hỏng triển vọng cuộc sống của họ, nhưng dường như nó đã tạo ra một động lực lớn để tạo ra một sự nghiệp đặc biệt. Điều này là do nhiều người được thúc đẩy tài năng bằng cách cố gắng chống lại những điều kiện bất lợi. Nhiều kinh nghiệm tổn thương gây tổn hại sâu sắc đến hạnh phúc tâm lý, nó cũng có thể điều khiển họ để thành công. Thực tế là, các chấn thương có thể cung cấp một nguồn động lực khổng lồ, tính tham vọng và khả năng phục hồi, thứ mà những người được chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ bởi cha mẹ có thể không có. Đó là lý do tại sao chúng ta thường thấy một sức đổi mới và thành công cao từ những người phải trải qua một hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như Steve Jobs hay Jeff Bezos. Một ví dụ chi tiết về hiện tượng này có thể tìm thấy trong cuộc sống của nhà y tế thành công, Emil Frederick. Cha của anh đã tự sát khi còn trẻ, khiến gia đình anh trở nên nghèo khổ và gặp nhiều rắc rối về cảm xúc. Quyết tâm thoát khỏi môi trường đó, anh đã chăm chỉ học và trở thành bác sĩ. Mong muốn xóa bỏ những thiệt thòi trong tuổi thơ tiếp tục thúc đẩy anh dành nhiều năm nghiên cứu phương pháp điều trị bệnh bạch cầu nhằm cải thiện cuộc sống của những người mắc bệnh. Và cuối cùng, anh đã phát triển một phương pháp được sử dụng rộng rãi với tỷ lệ chữa khỏi lên đến 90%. Tuổi thơ bị chấn thương của Fred Ray rất quan trọng trong việc định hình tính cách và sự kiên cường của anh. 5. Những người yếm thế có thể lật ngược tỷ lệ thắng thua bằng những chiến thuật độc đáo. Bạn có thể đã thấy nhiều bộ phim và đọc nhiều tiểu thuyết nơi kẻ yếu giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, điều này hầu như không bao giờ xảy ra. Trong một cuộc đấu đầu trực tiếp, các đối thủ cạnh tranh với tài nguyên vượt trội sẽ gần như chiến thắng mọi lúc. Tuy nhiên, trong khi những kẻ yếu kém không thể nuôi hy vọng đánh bại các đối thủ mạnh mẽ trong một cuộc thi trực tiếp, họ sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu sử dụng những chiến thuật bất ngờ. Một ví dụ tuyệt vời có thể được tìm thấy trong lịch sử chiến tranh. Rất nhiều lần, những đội quân nhỏ và tài nguyên yếu ớt đã đánh bại những quân đội mạnh hơn bằng cách né tránh chiến đấu trực tiếp, thay vào đó là sử dụng các chiến thuật đánh lén mạng sườn, ví dụ như phá hỏng các phương tiện giao thông và truyền đạt thông tin của phe đối thủ. Các nghiên cứu về lịch sử đã cho thấy có đến 63% những trận chiến thắng đảo ngược thế cờ là do sử dụng các chiến thuật du kích như vậy. Vậy làm thế nào để những kẻ yếm thế biết được những chiến thuật này để sử dụng? Họ làm vậy bằng cách tập trung vào phẩm chất độc đáo, tối đa hóa các điểm mạnh của riêng họ, trong khi né tránh mọi tình huống phải đối đầu trực tiếp. Ví dụ, vào năm 1917, tướng Lawrence của Ả Rập dẫn dắt một nhóm nhỏ được đào tạo tinh nhuệ để tham chiến với người Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh. Trái ngược với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại và được trang bị tốt, thì hầu hết người Ả Rập thậm chí chưa từng sử dụng súng trường trước đây. Nhưng họ biết cách sử dụng các tín hiệu ánh sáng và biết cách tìm thấy nước trong sa mạc. Họ chơi theo điểm mạnh của mình.
Thay vì tiếp cận thành phố bằng tàu như người Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến, thì họ đã sử dụng các kỹ năng đặc biệt để xuất hiện từ sa mạc Syria khắc nghiệt, bắt gọn từng đội quân Thổ Nhĩ Kỳ trong bất ngờ. Những chiến thuật kiểu này cho phép họ thành công và lái kẻ thù ra khỏi thành phố. Điều này chứng tỏ rằng các đối thủ nhỏ hơn có thể hưởng lợi khi tập trung vào các thế mạnh riêng thay vì cạnh tranh bằng những điều kiện công khai. 6. Chiến thuật của phong trào dân quyền cho thấy đánh lừa và chơi khăm là vũ khí quan trọng của kẻ yếu. Phong trào dân quyền của Hoa Kỳ những năm 1960 có một hình ảnh rất thánh thiện và đáng tin ngày nay. Tuy nhiên, trong trận chiến, để đạt được mục tiêu cao quý và đánh bại một kẻ thù hùng mạnh, họ đã dùng nhiều thủ thuật lừa đảo và gây hiểu lầm để thành công. Ví dụ, vì rất ít người biểu tình thực sự theo lịch trình, nên những nhà cầm quyền nhóm này đã chờ đợi khi phần lớn công nhân tan tầm ra về, để làm cho nó trông giống như những công nhân này là một phần của cuộc biểu tình. Trẻ em địa phương cũng bị dụ dỗ và thuyết phục để bỏ học và tham gia. Do đó, cảnh sát đã bị lừa và nghĩ rằng nhóm biểu tình là rất lớn. Các nhà hoạt động cũng biết rằng một lực lượng biểu tình lớn là không đủ, họ cần một thông điệp được trải rộng trên các phương tiện truyền thông. Và trong các cuộc biểu tình dân quyền, họ cố ý khiến cảnh sát phản ứng một cách giận dữ vào đúng thời điểm có nhà nhiếp ảnh gia và nhà báo. Và trong khi giả vờ bị sốc bởi sự tàn bạo của cảnh sát, các nhà hoạt động cũng đã bí mật tiếp xúc với giới truyền thông. Thế rồi, một bức ảnh của một đứa trẻ bị tấn công bởi một con chó của cảnh sát Đức đã trở thành tin nóng bao phủ mạng lưới truyền thông, gây ra sự nhiễu loạn tinh thần trong Nhà Trắng, trở thành lý do trực tiếp tạo ra đạo luật dân quyền năm 1964. Những sự kiện quan trọng này cho thấy những mưu đồ thông minh như sử dụng lời nói dối và các thủ đoạn để tạo ra ảo giác về khả năng đã trở nên cần thiết và hiệu quả khi phải đối mặt với các nhóm quyền lực. 7. Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đánh cược với uy tín của mình. Hãy tưởng tượng nếu mọi người chỉ luôn tin vào mọi thứ họ nghe hoặc chấp nhận mọi thẩm quyền được đưa ra ở đâu đó. Điều đó sẽ tạo ra một môi trường ấm áp đến mức nhàm chán và sẽ chẳng có ai chịu đổi mới hoặc suy nghĩ những cách khác. Thay vào đó, chúng ta nên vượt qua các chuẩn mực xã hội và đừng quan tâm những gì mọi người nghĩ về mình. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy một trong năm đặc tính phổ biến của những người đạt thành tựu lớn được tìm ra bởi các nhà tâm lý học đó là sự bất tuân phục. Nó cho thấy nhiều nhà lãnh đạo đã đạt đến một mức độ thành công bằng cách đánh bại các chuẩn mực xã hội và có sự táo bạo trong thỏa hiệp với niềm tin của họ. Bất chấp thực tế là họ có thể bị xa lánh hoặc đánh mất các vị trí quyền lực, họ thường nắm bắt chính những rủi ro này để thành công. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải chuẩn bị để làm phiền mọi người. Bạn cần phấn đấu để giành lấy sân khấu trung tâm cho ý tưởng của riêng bạn. Bằng cách không quan tâm đến uy tín, bạn có được sự mạnh mẽ cần thiết để thành công. Hãy xem xét trường hợp của người sáng lập IKEA, Inva Kamprad. Đầu những năm 1960, ông phải đối mặt với áp lực ép giá từ nhiều nhà sản xuất đồ nội thất Thụy Điển. Tuy nhiên, Kamprad đã chuẩn bị để làm những điều không ai chấp nhận được. Đó là ông đã kinh doanh với Cộng sản Ba Lan trong chính cao trào của chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, tại thời điểm phẫn nộ cực độ của bức tường Berlin. Hành động này có thể khiến ông bị gán là một kẻ phản bội, nhưng canh bạc này đã được đền đáp xứng đáng nhờ thành công vang dội của IKEA. Và nó cũng là một ví dụ nổi bật truyền cảm hứng của việc hãy vượt qua sự thách thức của định kiến xã hội. 8. Những hình phạt quá mức và khắc nghiệt với tội ác đã làm trầm trọng chính nó. Dĩ nhiên, những người yếm thế không phải lúc nào cũng có thể trở nên thành công hoặc tạo ra những công ty tỷ đô. Những người bị ruồng bỏ này thường là những người nghèo, và đôi khi mặt tối của sự nghèo đói là nó có thể dẫn đến những hành vi tội phạm. Hãy nhớ lại trận chiến giữa David và Goliath. Chính phủ giống như Goliath mong muốn ngăn ngừa tội phạm bằng cách đưa ra hàng loạt những biện pháp quyết liệt. Nhưng tại sao họ lại thường dùng đến những biện pháp mạnh tay? Và nó thực sự hiệu quả không? Một số nhà kinh tế lập luận rằng vì con người hành động hợp lý nên luật pháp và tính trật tự có thể được xác định giống các mẫu số toán học. Họ cho rằng mọi thứ chỉ đơn thuần là giống như việc tính toán ra các chi phí và lợi nhuận. Lý thuyết này cho thấy tội phạm và những bất ổn dân sự sẽ giảm khi đầu tư chi phí đủ vào nó, và những hình phạt khắc nghiệt sẽ giải quyết mọi vấn đề, nhưng nó chỉ là lý thuyết. Nhiều người bị bắt bỏ tù đã chứng minh rằng nó không tạo nên một sự răn đe hiệu quả. Thực tế thì nó lại càng làm gia tăng tội phạm. Một nghiên cứu cho thấy nếu hơn 2% những người trong một cộng đồng bị bắt bỏ tù trong một năm, thì tỷ lệ phạm tội của năm sau đó sẽ thực sự tăng lên. Bởi những người bị bỏ lại như trẻ nhỏ, anh chị em, vợ chồng sẽ cảm thấy tồi tệ hơn về mặt tâm lý và tài chính, dẫn đến một cộng đồng dễ bị tổn thương hơn. Và chính những đứa trẻ có cha mẹ bị tống vào tù có nhiều khả năng chuyển thành tội phạm vì chúng thiếu những hình mẫu giáo dục tốt và sự đảm bảo tài chính. Thật vậy, kết quả cực đoan mà các chính quyền nhận lại trong tình trạng bất ổn dân sự đã dẫn đến một chu kỳ bạo lực lớn.
Ví dụ trong năm 1970, chính phủ Anh đã xung đột với giáo phái Belfast ở Bắc Ireland và tạo ra các chiến thuật phản ứng đột ngột và cực đoan chống lại nhóm công giáo thiểu số này. Họ đã đột kích vào những ngôi nhà nhiều lần, bỏ tù nghi phạm vô thời hạn mà không cần xét xử và áp đặt một giới nghiêm với nhóm cư dân này. Bởi vì các lực lượng Anh quốc đã đối xử với mọi cư dân công giáo ở Bắc Ireland là nghi phạm, khiến họ trở nên cực đoan hóa và bắt đầu chống lại người Anh. Kết quả là bạo lực gia tăng, xuất hiện nhiều vụ xả súng, giết người và đánh bom. Đỉnh cao của những rắc rối này tại Bắc Ireland đã bị trầm trọng hóa bởi chính hành động của chính phủ khi thúc đẩy bạo lực giáo phái. 9. Mọi người phớt lờ quyền lực và chỉ vâng lời những người mà họ tin là công bằng và nhân đạo. Có vẻ như rất dễ để tin rằng các cơ quan chức năng chủ yếu quan tâm đến việc thiết lập và duy trì các chính sách, chứ không phải là quan tâm đến cách mà mọi người nghĩ. Nhưng sự thật thì vượt xa hơn thế. Nếu chính quyền bị coi là một phe đối lập, thì mọi người sẽ ít có khả năng tuân theo. Ví dụ, một nghiên cứu về những người tuổi vị thành niên Mỹ gốc Phi sinh năm 1970 cho thấy 69% trong số họ đã bỏ học trong thời gian ở tù. Lý do là những hình phạt khắc nghiệt đã khiến nhiều thành viên trong đó coi cảnh sát và hệ thống pháp lý không công bằng và thiếu minh bạch. Do đó, điều quan trọng đối với các cơ quan chức năng muốn cản trở tội phạm là ngưng tự biến mình trở thành kẻ thù của tội phạm. Đó là hãy tham gia với mọi người ở từng cấp độ của họ. Nếu chính quyền được nhìn nhận nhân đạo hơn, thì những hành vi với cư dân có thể được giải quyết dễ dàng hơn. Ví dụ, vào năm 2003, một lực lượng cảnh sát New York đã thiết lập một cơ sở trong một khu dân cư tràn ngập tội phạm vị thành niên nhằm để gần gũi chúng hơn. Các sĩ quan thường xuyên đề nghị giúp đỡ một số tội phạm vị thành niên trở lại trường, tạo điều kiện tìm việc và được giúp đỡ về mặt sức khỏe. Bất chấp những khó khăn ban đầu, thì dần dần những sĩ quan cũng hòa nhập được với khu dân cư. Kết quả là các vụ trộm và tội phạm khác giảm mạnh bởi cảnh sát không còn bị xem là kẻ thù. Do đó, chúng ta phải đảm bảo những người nắm trong tay quyền lực là đang hành động công bằng và với mục tiêu đại diện cho tiếng nói của người dân. Qua tựa sách này, chúng ta thấy sức mạnh, sự giàu có và quyền lực không phải những nhân tố độc quyền của thành công. Rất nhiều những lợi thế giả định như được tạo điều kiện về mặt vật chất hay giáo dục độc quyền lại bắt đầu trở thành nhược điểm. Mặt khác, những hoàn cảnh bất lợi như khó khăn trong việc học tập hoặc chấn thương thời thơ ấu có thể thúc đẩy mọi người đến những thành tích tuyệt vời. Những người yếm thế thường vượt qua các đối thủ thông qua những phương tiện gián tiếp, bất thường hoặc chiến thuật gài bẫy. Và chỉ khi chính quyền được coi là hợp pháp thì những người yếm thế và bị thiệt thòi trong xã hội mới có thể phát triển. Ý tưởng hành động từ cuốn sách này là hãy đi theo con đường riêng của bạn, đừng chỉ mãi nghe theo ý kiến hoặc sự đánh giá của người khác. Phụ huynh, giáo viên, những chuyên gia cố vấn và các chính trị gia thường xuất hiện như để giúp đỡ chúng ta. Nhưng nếu chỉ nghe theo họ một cách mù quáng, nó thường dẫn đến sự thất vọng và vỡ mộng. Thay vào đó, bằng cách lùi lại và chọn đi con đường riêng, chúng ta có thể xác định được đam mê và tài năng thực sự của mình nằm đâu. Chúng ta không nên sợ làm tổn thương cảm xúc của người khác để làm một điều gì đó mới lạ. Không ai là hoàn hảo, mọi người đều có những điểm yếu hoặc ký ức mà họ không muốn nhớ về. Nhưng thay vì để giọng nói nhỏ bên trong chế nhạo mãi mãi, thì chúng ta có thể trở thành diễn viên chính trong cuộc sống của mình, viết lại những vai trò mới, chọn những việc cần làm hay những nơi bạn muốn sống. Cuộc sống khó khăn trước đây có thể là một mùi vị tính cách, nhưng không cần phải bị nó áp đặt. Bạn không phải là một viên đá cố định. Và nếu bạn muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, hãy cân nhắc việc giúp đỡ những người có tiềm năng lớn nhưng lại đang bị cản trở do thiếu giáo dục, sức khỏe hoặc tiền bạc, truyền cho họ sức mạnh để lấy lại sự cân bằng đằng sau những yếu đuối và bất hạnh đó. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Biko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.